Thế anh về Hà Nội có đưa Duyên về cùng không? Tại sao em lại hỏi như vậy? Anh không phản đối Duyên nữa à? Anh đã cân nhắc, nhưng chắc chắn là anh sẽ không làm việc theo cảm tính. Trung tâm có quyền điều phối, kể cả thay đổi bản thiết kế ban đầu của tác giả. Tôi tưởng bạn phải nắm rõ điều này trước khi vào đây làm rồi chứ. Theo những gì anh Hiệp vừa nói, tôi thấy mình không phù hợp và cần suy nghĩ lại về việc mình có nên trở thành nhân viên của công ty hay không. Mình có duyên với nghề này từ khi mới lọt lòng. Thật ra cũng không có gì to tát cả. Bọn mình sinh ra ở đây, lớn lên có thể làm được chút gì đấy cho quê hương cũng là điều bình thường mà. Mà Duyên cũng đang tính là làm xong dự án này thì sẽ đầu quân vào công ty nào đấy. Cao công việc lên hàng đầu. Ngày đến Giang với anh Hiệp thân với nhau như thế, gắn bó với nhau từ nhỏ, nhưng mà cứ động đến công việc một cái lại có những cuộc cãi vã bất phân thắng bại. Cho nên là cuộc họp sáng nay Duyên đừng suy nghĩ nhiều nhá. Duyên còn tưởng là Giang sẽ định trách tội Duyên vì tội bật anh Hiệp ấy chứ. Trách gì, bật sếp là chuyện bình thường, cứ mạnh dạn lên. Nhưng mà Duyên hãy suy nghĩ thật kỹ về những lời Giang nói trong cuộc họp. Thật ra mục tiêu của Duyên và công ty không phải là để làm nhân viên của tập đoàn, mà là vì vườn vệ sinh. Và Duyên sẽ chỉ thật sự quyết định nếu như nó có lợi cho dự án. Mình còn một ngày nữa để suy nghĩ xem là có nên nộp hồ sơ vào công ty hay không. Vậy thì Duyên phải dành một ngày này để suy nghĩ thật hiệu quả vào. Kể ra cuộc họp hôm nay cũng có lợi cho Duyên, vì Duyên có thể hiểu hơn về quan điểm của người quản lý trực tiếp. Dù sao thì welcome Duyên trở thành đồng nghiệp. Cảm ơn Giang một lần nữa. Hồi nhỏ bà có mang về cho em một cuốn tạp chí kiến trúc, và từ đó em cũng có ước mơ trở thành kiến trúc sư. Con người là một phần của tự nhiên, thế nên những gì con người tạo dựng nên cần gần gũi với thiên nhiên thì mới bền vững, trong đó có kiến trúc. Bạn vừa ra trường rồi đúng không? Công trình đầu tiên tôi thiết kế sẽ là một khu vệ sinh dành cho những đứa trẻ vùng cao. Thiết kế tốt đến từ người kiến tạo tốt, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Sao hai đứa cứ dính vào nhau thế? Mẹ muốn hai đứa giữ khoảng cách. Cô đến gặp những người đó chỉ vì bản thiết kế ấy à? Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội gì từ anh cả. Phải có nỗ lực vì những đứa trẻ Cao Sơn, hay là vì sự hiếu thắng của bản thân mình? Có phải cô ấy giống anh một thời cho nên anh muốn phủ nhận, đúng không? Nếu tôi ở vị trí của anh thì tôi sẽ không nhân danh bất cứ thứ gì để ngăn cản người khác đấu tranh cho ước mơ của họ. Hiện tại
bạn được coi là một thành viên của công ty. Vì vậy chúng ta cần phải làm việc theo đúng quy trình và nguyên tắc. Dù sao thì vườn vệ sinh cũng không phải là một dự án lớn. Cá nhân tôi có thể tự đảm đương được ạ. Chúng ta sẽ thiết kế một quần thể hướng đến sự hài hòa và có tính bền vững. Về tính mục đích, khá giống với mô hình vườn vệ sinh mà Duyên đã đặt ra từ ban đầu. Khi tiếp quản lại, Hoàng sẽ phải nắm được cốt lõi vấn đề này. Dạ vâng. Tại sao anh không cho tôi trực tiếp theo dự án của mình ạ? Trung tâm có quyền điều phối, kể cả thay đổi bản thiết kế ban đầu của tác giả. Tôi tưởng bạn phải nắm rõ điều này trước khi vào đây làm rồi chứ. Theo những gì anh Hiệp vừa nói, tôi thấy mình không phù hợp. Chào Giang. Bây giúp tôi ít đồ sau cốp nhé. Ok. Mời nàng. Món gì đây? Trà hoa anh vừa phơi đấy. Anh phơi á? Ừ. Anh mà cũng hay uống mấy thứ này cơ à? Ừ. Thứ này có mùi thơm vị thanh, rất hợp với ông chủ hàng cây như anh. Thế ở nhà Giang hay uống gì? Ở nhà tôi hay uống nước ép. Nhưng mà tôi sẽ thử món này. Ừ. Thế nào? Ừ, ok đấy. Thế hôm nay có chuyện gì mà nàng lại lặn lội đến đây, lại còn mang theo mấy cái hộp to to chứ? Đây là quà. Cho anh à? Không, cho tôi chứ. Nhưng mà tôi cũng sẽ tặng anh một ý tưởng. Nghe hấp dẫn thế. Em thử nói xem nào. Cửa hàng của anh đông khách nhất vào lúc nào? Buổi tối. Dư Duyên à? Ừ. Thế đến công ty mới thế nào rồi? Mọi việc đều thuận lợi ạ. Bà không phải lo đâu. Ừ, cố gắng con nhá. Có công có việc ổn định cho đỡ vất vả. Chứ bà thấy Mảnh với thằng Thường á, cứ sắp ngửa chạy hết việc nọ sang việc kia, vất vả quá. Đợt này trời lạnh, bà cũng đừng dậy sớm quá. Hôm nào mưa gió thì bà nghỉ ở nhà bà nhá. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con chào bà. Thank you.